Xin chào tất cả mọi người. Chủ đề ngày hôm nay tôi xin nói về cái việc là thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán Mỹ là liên tục tăng lên những cái mức cao mới. Đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ đã lập những cái đỉnh tu đỉnh. Ví dụ như quý vị có thể nhìn ở đây. Đây anh chị. Chúng ta nhìn thấy ở đây anh chị thì ngoại trừ chỉ số Dow Jones ra, anh chị thì một trong ba cái chỉ số chính của Mỹ á, đó là bao gồm Dow Jones, Nasdaq và S&P 500. Thì chúng ta thấy á, là chỉ số, tới đây tôi xin phép share chỉ số Dow Jones. Ví dụ chúng ta nhìn ở đây đi. Đây, chúng ta thấy là cái chỉ số Dow Jones của Mỹ anh chị thì vẫn chưa lập được cái mức đỉnh tu đỉnh, đã lên tới mức 28.000 điểm nhưng mà vẫn còn cách cái mức cao nhất trong lịch sử là hồi 6 tháng trước, là vẫn còn một đoạn nữa. Cái đoạn này nó nằm đâu đó khoảng, đây anh chị, là khoảng 29.500 điểm anh chị, có nghĩa là Dow Jones nó còn phải đi thêm khoảng gần 1.500 điểm nữa thì nó mới có thể đạt được cái mức này. Tuy vậy thì chúng ta nhìn giùm tôi ở đây, đây là chỉ số Nasdaq anh chị, thì nó đã liên tục lập đỉnh tu đỉnh và hiện nay ở mức cao nhất trong lịch sử mọi thời đại rồi. Và như chúng ta nhìn thấy ở đây anh chị là chỉ số S&P 500 thì chúng ta cũng thấy là nó cũng đã lập đỉnh tu đỉnh luôn anh chị, cũng đã cao nhất trong lịch sử mọi thời đại. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy là đây là một cái cơ hội hay là một cái rủi ro, thì sau đây thì tôi sẽ phân tích cho chúng ta biết được cái xu hướng nha. Thì đầu tiên là cái thông tin về kinh tế của thế giới, kinh tế của Mỹ và kinh tế Việt Nam anh chị thì nhìn chung thì vẫn còn đang trong một cái xu hướng là tiêu cực nhiều. Thật ra thì cái yếu tố tích cực nó đã nhiều hơn rồi. Ví dụ như là những cái chỉ số, ví dụ tôi nói ví dụ như ở Mỹ đi, thì cái tỷ lệ thất nghiệp anh chị đã giảm và cái số lượng người có việc làm gia tăng. Những cái số liệu như là chỉ số về bán hàng, rồi đơn đặt hàng, rồi những cái số liệu về thương mại anh chị của Mỹ cũng giống như nhiều quốc gia hàng đầu trên thế giới anh chị, ví dụ như là của Anh, của châu Âu thì cũng đã có những cái số liệu khá là tích cực. Tuy vậy thì cái tổng quát chung của nền kinh tế thì vẫn là những cái số liệu xấu. Tôi nói ví dụ như là GDP của Mỹ đã âm hai quý liên tiếp. Những cái GDP lớn, tôi nói ví dụ như là của Đức đi, nền kinh tế lớn nhất cho và nền kinh tế lớn thứ tư của thế giới, các anh chị đã âm tới ba quý liên tiếp. Nhật, các anh chị, nền kinh tế lớn thứ tư của thế giới, các anh chị cũng đã âm ba quý liên tiếp. Trung Quốc, các anh chị, nền kinh tế lớn nhì thế giới thì chưa bị âm hai quý liên tiếp, nhưng mà cái tốc độ tăng trưởng anh chị liên tục sụt giảm là 12 năm nay. Thì cái điều này cho thấy là gì? Cái yếu tố tích cực thì có, nhưng mà ở đây là tích cực, ở đây là tích cực so với cái xấu nhất mà thôi. Có nghĩa là hồi xưa anh chị, cái tích cực ở đây là ví dụ như là từ 6 điểm lên 7 điểm, 8 điểm, còn hiện nay là cái chỉ tiêu đó là tốt hơn, nhưng mà tốt hơn ở đây là tốt hơn so với cái mức xấu là từ lúc xấu ban đầu là 0 điểm, 1 điểm, thì bây giờ nó là từ 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, chứ không phải là cái tốt ở đây là chúng ta tốt ở cái mức 9, 10 điểm nha, chúng ta đừng nghĩ vậy. Thì đặc biệt là cái dòng tiền ở trên thế giới, các anh chị, liên tục đổ vào những cái kênh đầu tư, nên chúng ta nhìn thấy ở đây nó đang có hai cái xu hướng là thị trường chứng khoán, giá vàng anh chị đang liên tục lao lên, nhưng mà nền kinh tế, các anh chị, vẫn đang ở cái mức gọi là liên tục đi xuống. Mặc dù cái số liệu ở đây nó cho thấy rằng là có những cái tín hiệu tích cực hơn, tuy vậy là so với cái tốc độ tăng trưởng của thị trường chứng khoán như chúng ta cũng thấy, hoặc là ở đây chúng ta nhìn cái mức độ đây anh chị, vàng đi anh chị, thì chúng ta thấy là vàng cũng liên tục lập đỉnh, mặc dù là cái mức những cái ngày gần đây thì vẫn chưa phải là cái mức đỉnh anh chị, nhưng mà trong năm nay anh chị thì nó đã ở mức cái mức đỉnh cao nhất trong lịch sử mọi thời đại rồi.
những cái số liệu khác chúng ta cho nha, ví dụ như là theo cái tạp chí The Guardian anh chị, thì họ thống kê á, thì hiện nay trên thế giới cái điều lo lắng nhất đó, đó là cái bom nợ toàn cầu đang ngày càng nhiều hơn, bởi vì nhiều quốc gia bơm tiền lia lịa nhưng cái dòng tiền nó lại không đổ vào kinh tế mà nó lại đổ vào rất nhiều vào thị trường chứng khoán, vào vàng, vào những cái tài sản đầu cơ nhiều. Thì tạp chí này đưa ra cái số liệu thống kê anh chị và có nhận xét là ngay cả khi không tính đến cái sự tác động của đại dịch Covid-19 thì là số lượng các nước nghèo đang lâm vào hoàn cảnh nợ nần chồng chất đã tăng vọt kể từ năm 2018. Và ngay cả IMF, anh chị, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và World Bank là Ngân hàng Thế giới đều cảnh báo về rủi ro của một cuộc khủng hoảng nợ mới. Họ kêu gọi các chủ nợ khu vực tư nhân đang tham gia cùng với chính phủ và các chủ nợ đa phương để đưa ra một cái gói cứu trợ một cách toàn diện hơn. Số liệu cho biết là số quốc gia lâm vào khủng hoảng đã tăng lên từ 30 quốc gia lên tới 52 quốc gia trong vòng 2 năm qua. Và phân tích cho thấy thì ngoài 52 quốc gia đang phát triển lâm vào khủng hoảng nợ thì 24 quốc gia khác có nguy cơ xảy ra khủng hoảng nợ công lẫn nợ tư nhân, và 32 quốc gia chỉ có nguy cơ khủng hoảng nợ khu vực tư nhân và 7 quốc gia có nguy cơ khủng hoảng nợ thuộc khu vực công. Có nghĩa là gì? Cái số lượng những cái quốc gia các anh chị đang lâm vào cái hoàn cảnh gọi là vỡ nợ anh chị, khủng hoảng nợ là ngày càng tăng vọt anh chị, và so với hồi 2 năm trước thì cái số lượng này đã tăng gần gấp đôi rồi anh chị. Ngay cả trường hợp nhiều cái số liệu kinh tế rất là tích cực, nhưng mà tôi nói ví dụ như là cái biên bản cuộc họp mới đây các anh chị của Fed cũng cho biết á, là cái biên bản này là biên bản cuộc họp tháng 7 nha anh chị, của Quỹ Tiền của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Thì biên bản này cũng cho biết á, là Fed cũng đang thừa nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong chi tiêu của người tiêu dùng, nhưng Fed cũng cho biết á, là sự xuất hiện phục hồi này á, diễn ra một cách không chắc chắn giữa các doanh nghiệp, và điều này có thể gây áp lực cho sự phục hồi mạnh mẽ đang được trông thấy trên thị trường lao động. Fed cũng cho biết là cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng đang diễn ra sẽ gây sức ép nặng nề lên hoạt động kinh tế, việc làm và lạm phát trong ngắn hạn, tạo ra những cái rủi ro đáng kể đối với triển vọng kinh tế trong trung và dài hạn. Nên bản thân Fed cũng cho thấy, cũng nói, cũng cho rằng là cái sự phục hồi kinh tế này mặc dù là có, nhưng mà cái xu hướng bền vững là khó, đặc biệt là phục hồi ở đây là phục hồi từ cái mức xấu và để đạt được cái mức độ mà so với cái thời điểm trước dịch nha anh chị là vẫn còn một cái khoảng thời gian dài. Bởi vậy nên chủ tịch Fed cũng có nói rằng là Fed chưa nghĩ đến cái việc tăng lãi suất cho đến tận năm 2022, có nghĩa là tôi xin lỗi anh chị, cho đến cuối năm 2022, có nghĩa là cái việc nếu mà có tăng lãi suất trở lại, chuyển từ cái việc là bơm tiền sang một cái xu hướng gọi là hắt chặt tiền tệ trở lại thì chắc là cũng phải tới năm 2023, có nghĩa là cũng còn phải gần 3 năm nữa là vẫn duy trì cái đà tăng cái đà bơm tiền giống như là hiện nay. Bởi vì á, Fed nói rằng các dữ liệu kinh tế chung của kinh tế vẫn còn rất nhiều bất ổn. Fed muốn có một bức tranh rõ ràng về kinh tế trước khi họ cam kết thực hiện một cái điều gì đó. Có nghĩa là điều này sẽ phải, nếu mà bắt đầu di chuyển lại những cái chính sách thì phải từ năm 2023. Thì Fed cho biết là từ đây cho đến cuối năm 2022 thì vẫn sẽ giữ nguyên lãi suất và sẽ tiếp tục mua trái phiếu kho bạc và trái phiếu có thế chấp với sức mua lên tới là 120 tỷ đô la Mỹ một tháng. Quý vị có hình dung cái ý này nè, là hồi khủng hoảng đợt năm 2008 thì Fed bơm ra cái tụt tiền anh chị là khoảng 1.300 tỷ thông qua những cái gói là QE 1 cho đến QE 3. Nó thật ra là 4 gói QE anh, bởi vì nó có một cái gói QE 2.5 nữa, nghĩa là tổng cộng là 4 gói. Mà thì cái tụt này nó tổng cộng khoảng 1.300 tỷ và Fed phải làm cái chuyện đó trong khoảng gần 6 năm mới kết thúc. Tuy nhiên ở đây mà chúng ta nhìn thấy là 120 tỷ đô la Mỹ một tháng
nghĩa là chỉ cần mất có 10 tháng thôi, các anh chị, 10 tháng thôi là đã sắp xỉ bằng cái trục mà Fed đã thực hiện trong suốt gần 6 năm trong cái trục khủng hoảng kinh tế đợt trước. Nghĩa là gì? Tiền thì tràn ngập các anh chị, nhưng mà nó khổ chỗ là tiền nó không chảy vô kinh tế mà nó lại chảy vô những cái sản phẩm tài chính, giống như là chúng ta thấy là chứng khoán hay vàng, nên nó tăng rất là dữ dội. Mà hiện nay nó dần đổ sang những cái sản phẩm khác, giống như là những cái loại tiền số hả anh chị, hoặc là cả bất động sản luôn anh chị. Bởi vậy nên chủ tịch Fed mới nói rằng là con đường phía trước hiện nay là cực kỳ không chắc chắn, và nên Fed mới tiếp tục duy trì những cái chính sách hiện nay, anh chị, nên tiếp tục đưa ra việc mà mua những cái trái phiếu kho bạc và trái phiếu có thế chấp với tốc độ là 120 tỷ. Nhưng mà lưu ý nha, cái này chỉ tính riêng Fed thôi, và chỉ tính riêng cái vụ trái phiếu kho bạc và trái phiếu có thế chấp này thôi. Toàn những cái sản phẩm, tôi nói ví dụ giống như là những cái chính sách khác hoặc là những cái gói của chính phủ Mỹ đi anh chị, là tính riêng nha, tính riêng nha. Nên chúng ta nhìn thấy đây là một cái lượng tiền rất là khổng lồ. Tuy vậy á, Fed cũng cho biết là cái tác động lâu dài của cái đại dịch, tôi nghĩ là giả sử đại dịch nó kết thúc thì cái tiêu cực của nó vẫn còn tác động đến lâu dài, và dẫn đến việc tái cơ cấu doanh nghiệp có thể làm chậm lại tốc độ tăng trưởng năng lực sản xuất của nền kinh tế trong một cái khoảng thời gian dài tiếp theo. Tôi nghĩ là để sửa chữa cái hậu quả đó anh chị cũng là còn rất là lâu. Thì lúc nãy tôi cũng có điểm qua cho chúng ta thấy là cái tốc độ tăng trưởng, ví dụ như là bốn nền kinh tế lớn nhất thế giới cho anh chị thì hiện nay đã ba là suy thoái, còn một là liên tục là suy giảm nha. Thì nền kinh tế lớn thứ năm thế giới hiện nay cho anh chị là Ấn Độ cũng tương tự, thì nền kinh tế Ấn Độ đã giảm 20% từ cái giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, có nghĩa là cái giai đoạn quý 2, thậm chí là dự báo sẽ giảm 5,1% trong năm nay luôn. Và thậm chí là cái điều này sẽ duy trì cho đến tháng 3 năm 2021, và đây là cái mức thấp nhất kể từ năm 1979. Tôi nghĩ là chúng ta nhìn thấy là gì, liên tục là năm nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới cho anh chị đều bị ăn trưởng hết anh chị, và rơi vào khu vực là suy thoái hết. Như vậy thì cái đầu tàu mà tăng trưởng của thế giới cho anh chị là đạt rất là thấp trong cái bối cảnh là kinh tế liên tục đi xuống. Nhưng mà chúng ta thấy tin là nền thị trường chứng khoán anh chị và vàng và những cái tài sản khác thì liên tục đi lên. Tuy nhiên điều này có thật sự như vậy không á, thì tôi nói luôn với quý vị nha, có một cái thông tin bất ngờ là mặc dù chứng khoán liên tục đi lên, vàng liên tục đi lên, nhưng hầu hết các quỹ đầu tư, các định chế đà tài chính hầu hết đều làm ăn bị thua lỗ hết. Ở đây thì tôi cho quý vị xem một cái số liệu này nha mọi người, tôi share cho quý vị xem cái thông tin này. Đây là cái kết quả kinh doanh của cái quỹ đầu tư lớn nhất thế giới cho anh chị, quỹ đầu tư lớn nhất thế giới. Đây là quỹ đầu tư thuộc của Na Uy, có cái tổng tài sản là khoảng gần 1.200 tỷ đô cho anh chị, lớn nhất thế giới. Thì quỹ đầu tư của chính phủ Na Uy trong bố báo cáo lợi nhuận âm tới 3,4% trong 6 tháng đầu năm 2020, tương đương với cái mức lỗ là hơn 21 tỷ đô. Tổng giá trị thị trường của quỹ này vào tính cho đến hết tháng 6 anh chị nè là gần 1.200 tỷ đô. Quỹ này tập trung khoảng gần 70% nguồn tiền vào cổ phiếu, trong đó có gần 28% vào các khoản thu nhập cố định và gần 3% vào bất động sản. Mặc dù vậy, các khoản thu từ thu nhập cố định thì tăng 5,1%, nhưng quỹ này vẫn lỗ nặng bởi các khoản đầu tư chứng khoán lỗ tới gần 7% và bất động sản anh chị lỗ 1,6%. Lợi nhuận giảm ở hầu hết tất cả các lĩnh vực, trong đó thì cổ phiếu Bắc Mỹ thì chiếm 44% danh mục đầu tư. Bắc Mỹ ở đây thật ra chỉ có hai nước chứ mấy, đó là Mỹ và Canada, nghĩa là chúng ta thấy là chủ yếu chỉ đầu tư vào Mỹ thôi, thì chiếm 44% danh mục đầu tư, và cái này giảm 2,6%. Chúng ta là hình dung nha, là cái chỉ số index trên chỉ tổ chứng khoán Mỹ, giống như chúng ta nhìn thấy đây nè, là trừ Dow Jones ra thì Nasdaq và S&P 500 liên tục lập đỉnh tu đỉnh. Nhưng mà tại sao anh chị, các quỹ đầu tư đều thua lỗ, hầu hết các quỹ đầu tư đều thua lỗ, như chúng ta cũng nhìn thấy cái quỹ đầu tư của Na Uy anh chị lớn nhất thế giới hiện nay vẫn đang thua lỗ, là cái chỉ số cái
cái danh mục của họ, các anh chị, ở Bắc Mỹ các anh chị là giảm 2,6%, toàn châu Âu các anh chị giảm tới gần 12%, châu Á thì giảm gần 5%, chứng khoán tại các thị trường mới nổi các anh chị thì giảm hơn 7%, trong đó lĩnh vực dầu khí năng lượng là hoạt động kém nhất, giảm tới hơn 33%. Tại sao tới chuyện này thì chúng ta nhìn nè, cái duy nhất là tăng giá các anh chị, cái duy nhất tăng giá đó chính là lĩnh vực công nghệ. Anh chị, lĩnh vực công nghệ là lĩnh vực hiếm hoi có biểu hiện tích cực, so tủ quỹ này các anh chị thì tăng 14,2%. Thì quý vị nên lưu ý nè, ở trên thị trường chứng khoán Mỹ anh chị hiện nay và nhiều thị trường chứng khoán khác thì những cái công ty công nghệ các anh chị mới được hỗ trợ cái đà tăng, còn hầu hết tất cả những nhóm ngành khác đều suy giảm. Nghĩa là gì? Index hiện nay các anh chị được dẫn dắt bởi những cái cổ phiếu này, và gần như nếu không có cổ phiếu này mà nó khổ nè, bởi vì bản thân á, những cái cổ phiếu công nghệ các anh chị nó đã là quá cao ở trên thế giới rồi. Tôi nói ví dụ hiện nay á, trong 10 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới á, thì những cổ phiếu công nghệ các anh chị đã chiếm quá nữa, và chủ yếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ toàn bộ. Bởi vậy nên chúng ta mới nhìn thấy á, là cái tỷ trọng anh chị, cái vốn hóa của những cổ phiếu công nghệ chiếm vô trong cái chỉ số index anh chị là chiếm một cái tỷ trọng chính. Chính vì nó chiếm cái tỷ trọng chính nên cái việc mà nó nhích nhẹ thì nó sẽ kéo cái chỉ số index luôn, trong bối cảnh là hầu hết những cái cổ phiếu khác anh chị đều bị sụt giảm. Nè, chúng ta có thể coi cái số liệu này. Ví dụ Nasdaq và S&P 500 đạt mức kỷ lục trong lịch sử, thì trong đó các anh chị Apple đã lập kỷ lục lịch sử mới với vốn hóa thị trường đã chính thức vượt 2.000 tỷ đô. Chúng ta nên lưu ý nha là Apple mất 2 năm để tăng từ 1.000 tỷ lên 2.000 tỷ, nhưng mất tới 42 năm, có nghĩa là để đạt được cái mốc 1.000 tỷ, có nghĩa là Apple chỉ cần mất có cái con số lẻ của cái đợt 42 năm trước các anh chị để tăng thêm 1.000 tỷ đô la Mỹ nữa. Và COVID-19 đã tạo cơ hội cho Apple khi mà công ty này tính cho đến tháng 8 đã tăng giá tới 120% trong một năm và 60% trong 8 tháng đầu năm 2020. Và nếu mà tính 2 năm á, thì cổ phiếu của công ty này có nghĩa là tính mức đạt từ mức 1.000 đô la Mỹ anh chị, thì cổ phiếu này đã tăng tới 2,5 lần ở trong 2 năm. Tuy nhiên á, thì ngoài Apple ra thì còn nhiều cổ phiếu khác ở nằm ở trong top tăng. Và Apple anh chị mặc dù tăng rất là nhiều nhưng mà vẫn có khua một cái cổ phiếu anh chị, đó là Tesla đã tăng gần 6 lần. Anh chị ở đây thì tôi xin phép gõ luôn Tesla cho quý vị luôn nha. Tesla luôn. Cái này đây anh chị coi nè, đây mọi người nhìn thấy mà. Đây, cổ phiếu của Tesla anh chị, nếu mà chúng ta tính từ giai đoạn là từ đầu năm 2020 cho đến nay anh chị, thì cổ phiếu này nó đã tăng gần 6 lần. Gần 6 lần, chỉ mức ở khoảng mức 340 đô anh chị, 320 cho đến 340 đô, và ta tăng lên gần 2.100 đô. Tuy nhiên nếu mà chúng ta tính chỉ trong vòng 2 năm thì cổ phiếu này tăng còn xám hồn hơn nữa. Đây là anh chị, hồi năm ngoái anh chị thì là cổ phiếu này chưa tới 200 đô nữa. Anh chị chưa tới 200 đô, có nghĩa là tăng tới khoảng 12-13 lần chỉ trong vòng 2 năm vừa qua thôi. Ghê quá ha. 2 năm vừa qua thôi. Nhờ gì các anh chị? Nhờ bơm tiền, và nhờ gì các anh chị? Nhờ cái này cũng là cổ phiếu của nhóm công nghệ các anh chị. Cổ phiếu của nhóm công nghệ. Đây, thì là ngoài chuyện Tesla nha các anh chị, nó là công nghệ nhưng mà nó là công nghệ hơi đặc biệt, nó là hãng xe các anh chị, hãng xe hơi Tesla, tuy vậy thì là xe điện nên nó cũng được xem là các anh chị được hỗ trợ nhờ được cũng có một cái phần anh chị là thuộc về công nghệ các anh chị.
Bên cạnh đó thì những cái cổ phiếu công nghệ khác như là Facebook thì tăng hơn 30%, Apple thì chúng ta biết rồi 60, Amazon thì 80 và Netflix anh chị thì tăng 50%, anh chị tăng vọt hơn 50%. Thì chúng ta lưu ý nè là như vậy á, thì những cái cổ phiếu mà nằm ở trong nhóm gọi hàng đầu thế giới các anh chị và có cái vốn hóa lớn á, nên dẫn dắt thị trường đã giúp cho thị trường tăng mạnh, chứ thực tế chúng ta thấy á, hầu hết những lĩnh vực khác đều rất là yếu kém. Nên chúng ta lưu ý giùm tôi thế này nha, để cho chúng ta đừng có bị hiểu lầm ở cái chỗ là chúng ta thấy là đó là lý do mà tại sao là chứng khoán thì liên tục tăng nhưng mà các quỹ đầu tư anh chị, trừ những quỹ đầu tư vàng thôi, thì hầu như anh chị đều làm ăn bị lỗ cả. Đó nên chúng ta thấy là rất là khó khăn chứ không phải là chuyện dễ nuốt gì đâu. Toàn chuyển sang Việt Nam anh chị thì tôi cũng lưu ý luôn á, là Việt Nam á, thì cũng có nhiều thông tin tốt, thậm chí là tốt hơn so với thế giới rất là nhiều. Cái dòng tiền anh chị, ví dụ những cái báo cáo về số liệu của Việt Nam anh chị đều rất là tốt. Tôi nói dẫn chứng ví dụ như là một cái số liệu nha, cái số liệu mới nhất trong tháng 8 luôn, dẫn chứng một cái số liệu thôi là chúng ta sẽ nhìn thấy nó tốt đến chỗ nào rồi. Ví dụ như là Việt Nam á, là có cái xuất siêu anh chị, đó là tăng đột biến hơn 10 tỷ đô luôn, nghe rất là ghê đúng không ạ? Trong kỳ 1 của tháng 8 thôi, cán cân thương mại đã có hạn dư là khoảng gần 1,7 tỷ đô la Mỹ, nâng mức hạn dư lũy kế trong 7 tháng rưỡi, có nghĩa là tính cho đến ngày 15 tháng 8 thôi, đã đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ rồi. Như vậy thì tính trong khoảng thời gian từ 15 tháng 7 cho đến 15 tháng 8 thì giá trị hạn dư thương mại Việt Nam đã tăng tới 67%. Anh chị rất là tuyệt vời luôn á, anh chị rất là tuyệt vời. Và chúng ta cũng nhìn thấy ở đây, tôi sẽ share cho chúng ta nhìn thấy cái số liệu của tôi sẽ cho chúng ta nhìn cái chỉ số của chứng khoán Việt Nam nha. Chỉ số chứng khoán Việt Nam đây, để tôi mở lên. Tôi sẽ mở chỉ số VN Index. Đây, chúng ta nhìn thấy nè, có một cái tin mừng luôn. Đây, chúng ta thấy nó liên tục đi lên trong mấy tháng vừa qua, và có một cái tin mừng ở đây anh chị, đó là đã vượt qua được luôn cái đường trend line mà kháng cự mạnh nhất trong vòng từ đầu năm 2020 đến nay, và index đã chính thức vượt qua được luôn. Đây là một cái tin tốt đúng không ạ? Tuy vậy á, và chúng ta cũng thấy á, cũng nhờ dòng tiền anh chị, cũng nhờ dòng tiền, nói chung là cũng tương tự giống chứng khoán Mỹ á. Về cái xu hướng của nó như thế nào á, thì trước khi mà đưa vào cái bình luận cái xu hướng á, thì tôi cũng lưu ý luôn với quý vị á, là cũng khác với chứng khoán Mỹ là chủ yếu là cổ phiếu công nghệ, còn tại Việt Nam anh chị thì chủ yếu là những cái cổ phiếu gọi là penny stock, có nghĩa là những cái cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ, và những cái cổ phiếu middle cap, có nghĩa là những cái cổ phiếu có vốn hóa trung bình anh chị, là tăng mạnh. Nên chính vì vậy nên mặc dù chỉ số index mặc liên tục tăng nhưng mà nó chưa đến mức như chứng khoán Mỹ là lập đỉnh tụ đỉnh, và nội tại anh chị cũng có vấn đề. Tôi nói ví dụ như là chúng ta nghe thử một cái số liệu nha, là báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm anh chị được công bố, thì chúng ta cho cái số liệu nè, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm được công bố của hai sàn chứng khoán anh chị, của các doanh nghiệp trên hạn niêm, được niêm yết trên hai sàn chứng khoán, thì lợi nhuận 6 tháng đầu năm anh chị của nhiều cái công ty anh chị bị lợi nhuận là con số âm. Bởi vậy nên có rất nhiều những cái công ty đã không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ ở trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và sàn dịch chứng khoán Hà Nội anh chị. Cái số này nó đã tăng lên liên tục và đã khiến cho nhiều công ty đã bị cắt cái tỷ lệ margin anh chị, tỷ lệ margin nha. Nhưng cái điều đặc biệt nè, lợi nhuận doanh nghiệp đã bị bốc hơi khá là nhiều sau kiểm toán, mặc dù điều này là không phải xa lạ mấy ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy vậy là cái số liệu bốc hơi này là trong năm 2020 là tăng nhiều hơn bình thường. Ví dụ nha, nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận bốc hơi
trên 50% so với những cái báo cáo tự lập trước đó. Một vài doanh nghiệp góp mặt trong đợt này là ví dụ như là Đất Xanh đi, là lợi nhuận sau thuế là âm 488 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, và cái con số này đã lệch tới 500 tỷ đồng so với cái con số công ty tự lập. Hoặc là lãi sau thuế các anh chị đã giảm mạnh đến 81%, ví dụ cái mã là TNI các anh chị là đã là giảm cho đến lợi nhuận sau thuế của cái công ty này đã giảm tới 81%. Để tôi đây các anh chị, cái mã TNI là lợi nhuận sau thuế của công ty này anh chị giảm 81%, và chúng ta cũng thấy anh chị cổ phiếu này cũng bay bà nó xuống ruộng luôn đó. Còn Đất Xanh anh chị lợi nhuận anh chị chắc đó mất tới 500 tỷ, có nghĩa là gì, từ là lời thành lỗ, mà lỗ đây là lỗ nặng luôn á. Hai doanh nghiệp thuộc họ FLC FLC đó là GAP và KLF á, lợi nhuận cũng bốc hơi hơn 50%. GAP anh chị đây và KLF lợi nhuận cũng bốc hơi hơn 50%. Đó. Còn SDU á thì sau soát xét á thì doanh thu tăng 40%. SDU. Đây các anh chị, SDU tăng hơn 40%. Tuy vậy á là lãi sau thuế chỉ còn có 1 tỷ đồng thôi, đã giảm tới gần 40% so với báo cáo tài chính tự lập trước đó. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp thậm chí còn bị kiểm toán từ chối cho ý kiến do nghi ngờ khả năng hoạt động, như là TNS các anh chị. TNS NTN, tôi xin lỗi, NTT hay là TTS là bị kiểm toán là từ chối cho ra cái ý kiến của kiểm toán luôn. Các doanh nghiệp này bị từ chối đưa cho ra cái ý kiến bởi vì là tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này là chưa ghi nhận chi phí lãi vay, lãi trả chậm, vốn lưu động âm, lỗ lũy kế, âm vốn chủ sở hữu hay là nợ thanh toán quá hạn tăng mạnh. Nói chung là gì? Nghĩa là chúng ta thấy là ở đây tôi vừa mới phân tích cho quý vị nhìn thấy là lý do tại sao mà thị trường chứng khoán thế giới và thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trong khoảng thời gian qua, và có cái sự khác biệt các anh chị giữa hai thị trường này về cái mặt gọi là nguyên nhân. Tuy nhiên là chúng ta nên lưu ý nha, đều có cho thấy một cái là hai thị trường tăng anh chị, nhưng mà cái nội tại có rất nhiều vấn đề, và cái điều nguy hiểm nhất là nền kinh tế thì đi xuống mà chứng khoán thì liên tục đi lên. Cái điều này nó giống như cái việc mà chúng ta kéo cái sợi dây ở hai đầu á anh chị, nó sẽ có yếu tố không bền vững nha, nó sẽ rất là nguy hiểm. Đặc biệt là chứng khoán Mỹ á, nó ngày càng cao, mặc dù là nhờ cái dòng tiền á bơm ra một cách liên tục, như chúng ta thấy á, Fed bơm ra cái số tiền mà riêng Fed thôi nha, chưa tính chính phủ Mỹ á, là 120 tỷ đô la Mỹ hàng một tháng, trong cái khi đó hồi xưa á, là bơm ra cái tục tiền 1.300 tỷ mất gần 6 năm, thì khi đó chỉ cần chưa tới một năm thôi là đã ngang bằng với cái thời điểm mà Fed thực hiện vào giai đoạn khủng hoảng kinh tế trước đó 12 năm. Như vậy thì chuyện gì ạ? Cái chuyện nguy hiểm là như vậy nè. Có nghĩa là kinh tế thì đi xuống, còn chứng khoán thì đi lên. Tôi giả sử kinh tế có phục hồi lại đi chăng nữa nha, kinh tế có phục hồi lại đi chăng nữa, nhưng cái tốc độ của nó không thể nào bằng cái tốc độ mà tăng, gọi là tăng điểm vù vù của thị trường chứng khoán được, đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ, và đây là một cái điều rất là nguy hiểm. Bây giờ tôi sẽ phân tích cho chúng ta chứng khoán Việt Nam nha. Thì thị trường chứng khoán Việt Nam đó là có một cái tin mừng anh chị, đó là vượt được cái ngưỡng kháng cự trong suốt 2 năm qua. Nhưng mà về mặt ngắn hạn anh chị, đó là về mặt ngắn hạn thôi, còn về mặt trung và dài hạn thì sao? Đầu tiên thì tôi trẻ cho chúng ta coi một cái xu hướng trung hạn một chút nè. Tôi nghĩ là cái xu hướng 2 năm. Xu hướng 2 năm thì như vậy thì index nó sẽ còn khả năng lên tới cái mức khoảng 880 cho đến 890 điểm nữa ở cái mức này. Tuy nhiên chúng ta lưu ý nha, index thậm chí còn cách quá xa so với cái mức đỉnh tụ đỉnh, là cái mức hồi năm 2018 là cái mức ở gần ở hơn 1.200 đô luôn đó, thì vẫn còn cách quá xa, và chúng ta index nó cần phải đối diện với lại cái vùng kháng cự tiếp theo là cái vùng 880 cho đến 890 điểm. Thì ở đây những anh chị nào đang có cổ phiếu thì chúng ta cứ việc vui các anh chị, nhưng mà nhớ mà vui thôi, đừng vui quá. Cũng lưu ý luôn giùm tôi là
với cái tình huống như thế này á, thì chúng ta nên lưu ý á, cái xu hướng hiện nay của thị trường, xu hướng hiện nay của dòng tiền là tập trung vào những mã penny stock các anh chị, những mã middle cap. Middle cap là những công ty vốn hóa vừa và nhỏ, ví dụ như chúng ta nhìn thấy là Bánh Trinh Đô nè, chúng ta thấy nó cũng liên tục tăng nè anh chị, KDF nè các anh chị, Trũng Tùng Họ là TAC các anh chị cũng liên tục tăng nè, VOC ví dụ vậy anh chị, hoặc là những cái ngân hàng ở cái mức độ trung bình anh chị, ví dụ như chúng ta nhìn thấy nè anh chị, như quân đội anh chị nó cũng đang vào trong một cái xu hướng tăng, hoặc là những cái mã giống như chúng ta nhìn thấy nè, ví dụ Đạm Phú Mỹ nè anh chị, nó cũng tăng lia lịa anh chị trong một cái khoảng thời gian ngắn hạn. Nói chung là những cái cổ phiếu gọi là middle anh chị, vốn hóa vừa và nhỏ, và penny stock, những cái mã cổ phiếu nhỏ nhỏ anh chị, ví dụ giống như cái hàng Kỷ Gió nè, chúng ta thấy nè, đó chúng ta thấy không, tăng liên tục. Hàng này nó tăng quá dễ sợ luôn anh chị, từ mức 1.000 mà nó đã lên tới 7.500 rồi, mà chỉ trong vòng 4 tháng thôi, chưa tới 4 tháng, 3 tháng hơn anh chị, chúng ta thấy rất rất là khiếp đảm. Nên bởi vậy á, cái clip này tôi muốn lưu ý cho quý vị về phân biệt giữa cái việc tăng giá chủ chứng khoán Mỹ và chứng khoán Việt Nam á, cái sự ổn định và bền vững á, thì hiện nay tôi cũng nói hẳn luôn là không có, nhưng mà cơ hội đầu tư là có nha anh chị, cơ hội đầu tư là có, nhưng ở đây chúng ta nhắm coi cái xu hướng của dòng tiền, xu hướng của thị trường, giống như tôi vừa phân tích cho chúng ta thấy á, là nhóm cổ phiếu penny stock vừa và nhỏ anh chị nhận được dòng tiền rất là lớn, nên trong ngắn hạn chúng ta trong năm 2020 này cho đến thậm chí đầu năm 2021 luôn là chúng ta vẫn có thể tập trung vô nhóm này, nghĩa là chúng ta vẫn có thể kiếm được tiền từ nhóm này. Còn cái chuyện mà xa hơn anh chị, xa hơn thì chưa nói tới, tuy nhiên xa hơn thì chúng ta vẫn sẽ cẩn thận, nhưng mà chúng ta trong ngắn hạn thì chúng ta gọi là ngắn hạn thôi chứ thật ra ngắn và trung hạn nha, bởi vì từ đây đến cuối năm cho đến đầu năm sau tôi nghĩ là cũng toàn được khoảng 6 tháng luôn á là chúng ta vẫn ăn được, thì chúng ta sẽ tập trung vô cái nhóm này thì chúng ta vẫn sẽ có thể kiếm được tiền. Thì clip ở đây tụi tôi đến đây thì nó cũng đã dài quá rồi anh chị, cảm ơn quý vị đã lắng nghe, chúc mọi người có được tuần giao dịch thành công và tháng giao dịch thành công luôn và năm giao dịch thành công luôn nha anh chị, cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều ạ.